Chúng em xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị thầy cô giáo đến với chương trình lễ kỷ niệm 20 năm năm ngày ra trường của khóa 1994-1998, trường Trung học cơ sở thị trấn Thịnh Long. Bên hàng phương vĩ có mái trường thân yêu, nơi chập cánh ươm mầm xanh trí tuệ, là bó đuốc thắp sáng những ước mơ cho những hành trang vững bước tương lai. Hoa nắng lung linh reo vui tà áo trắng, hình bóng thầy cô vẫn trên bục giảng. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp. Và để rồi, bất chợt nghe đâu đó câu hát quen thuộc về một mái trường có đội thân quen. Rồi bỗng dưng, quá khứ chợt ùa về, làm ta thổn thức, chợt nhận ra đây là lúc chúng ta nên trở về. Trở về để được tắm mình trong cơn mưa thanh xuân một lần nữa. 25 năm trôi qua, kể từ ngày các bạn học sinh niên khóa 1994-1998 tạm biệt mái trường Trung học cơ sở Thịnh Long thân yêu để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em như đàn chim tung cánh đi muôn phương, mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi công việc, cùng bao lo toan bộn bề của cuộc sống. Với các bạn cựu học sinh 1994-1998 trường Trung học cơ sở Thịnh Long, lần này trở về với mong muốn kỷ niệm hội khóa 25 năm để được tri ân mái trường thân yêu, tri ân thầy cô giáo, những người đã dìu dắt, chỉ bảo và dạy dỗ để chúng em có được ngày hôm nay. Và đặc biệt được gặp gỡ bạn bè, ôn lại những kỷ niệm thơ ngây tuổi học trò ngây ngô tinh nghịch. Bên hàng phương vĩ có mái trường thân yêu, nơi chớp cánh ươm mầm xanh trí tuệ, là bó đuốc thắp sáng những ước mơ cho những hành trang vững bước tương lai. Hoa nắng lung linh reo vui tà áo trắng, hình bóng thầy cô vẫn trên bục giảng. Bao bạn bè sẽ nhớ mãi không quên lời thầy cô ta khắc mãi trong tim. Trường yêu ơi, mai ngời sáng tương lai, ươm những mầm xanh lớn mạnh không ngừng. Những bông hoa đang tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương. Dòng sông xanh vươn ngọn sóng khơi xa, tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương.
khi chúng tôi bước vào cổng trường, những ký ức của tuổi học trò chợt lại ùa về, với tất cả còn vẹn nguyên như những ngày tháng được sống cùng bạn bè, cùng trường xưa, với bảng đen, với phấn trắng, với gốc cây bàng in đậm sâu trong ký ức của mỗi chúng tôi. 2 năm là quãng thời gian rất dài cho ngày gặp lại. Sự phát triển hối hả của cuộc sống, mọi thứ cũng thay đổi nhiều, và chúng tôi cũng thay đổi theo thời gian. Hiện tại, mỗi người mỗi công việc. Người là kỹ sư, bác sĩ, người là giáo viên, doanh nhân, hay những bạn đang vươn mình trên quê hương giàu đẹp. Nhưng dù bạn có là gì đi nữa, một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình bạn ở mỗi chúng tôi. Ngày ấy, khóa học chúng tôi gồm có 7 lớp: lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, lớp E, lớp G và lớp H, với 335 bạn. Cái tuổi của ương bướng, có cả những lần cãi vã xô xát với những lần bỏ tiết, giấu giếm nhiều bài học khiến thầy cô, bố mẹ buồn lòng. Tất cả những kỷ niệm đó như vừa mới đây và in đậm mãi đến tận bây giờ. 2 năm trôi qua, chúng tôi, những cô cậu học trò niên khóa 94-98, trường trung học cơ sở Thịnh Long ngày ấy, nay đã trở về để gặp lại chính mình trong ký ức của bạn bè, gặp lại những ân sư là những người thầy, người cô đã giúp chúng tôi tìm được con đường, những hành trình của tương lai. Sau 25 năm trở về để chạm tay vào những ký ức, những hàng cây góc lớp, ngăn bàn, chạm vào những lần vấp ngã sai lầm, chạm vào những xung động đầu đời, những yêu thương mà trái tim vẫn còn mãi thổn thức trong nhịp đập ấy, trở về những tiếng cười nói nô đùa, nghịch ngợm. Nhưng hơn tất cả là tình bạn, sự sẻ chia trong cuộc sống. Kỷ niệm chẳng là gì khi lòng ta vội xóa đi, nhưng nó lại là tất cả khi lòng người giữ vẹn nguyên. Chúng em vẫn luôn cảm ơn thầy cô yêu quý vẫn truyền đạt cho chúng em không chỉ là tri thức, mà còn tiếp thêm cho chúng em về ý chí, nghị lực trong cuộc sống, những bài học về nghĩa, về tình, bài học về đức độ, về sự hy sinh, sự quan tâm sẻ chia và cả sự bao dung lòng nhân ái, bài học về tinh thần trách nhiệm. Tất cả bài học đó đã hun đúc lên tinh thần nghị lực của chúng em về tình bạn gắn kết thủy chung. Trong dịp hội khóa, đại diện ban liên lạc đến tận nhà, gửi thiệp mời đến các thầy, các cô về dự hội khóa với chúng em. Gặp lại nhau, cô, trò vui mừng khôn xiết, kể biết bao câu chuyện ngày xưa, trao cho nhau những ân tình thầy trò như thuở ban đầu. Thầy cô dù có thêm nhiều sợi bạc, thời gian có làm thay hình đổi dáng, nhưng trong tâm trí những người lái đò thầm lặng vẫn luôn đau đáu mong ước đưa chúng em sang sông, cập bờ, thành công và hạnh phúc. Em báo cáo với lại thầy cô là hôm nay chúng em đại diện cho hội khóa 1994-1998. Em trước tiên là đến thăm và chúc sức khỏe thầy cô, và cũng xin được báo cáo với thầy cô là chúng em chuẩn bị cho cái lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Chúng em sẽ tổ chức vào sáng ngày chủ nhật tuần tới ạ. Có trùng với lại khóa của các anh các chị 78 là các anh các chị tổ chức 30 năm tại trường vào buổi chiều tối đấy ạ. Thì chúng em tổ chức buổi sáng tại nhà hàng Tuấn Bình ạ. Hôm nay thì đại diện cho hội khóa, chúng em xin được đến mời thầy với vai trò là nguyên hiệu
hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là chủ tịch hội khuyến học thị trấn ạ. Và vâng, em xin mời cô đến dự với chúng em. Với vai trò là nguyên phó hiệu trưởng nhà trường ạ, thì báo cáo với thầy cô là lần này chúng em tổ chức 25 năm ngày ra trường, thì chúng em có mời ban giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ và mời các thầy cô giáo chủ nhiệm đến trong dịp hội ngộ và tri ân lần này. Đại diện ban liên lạc của khóa đã đến thắp hương tưởng nhớ những người bạn đã đi xa mãi mãi. Các bạn ơi, các bạn có còn nhớ bạn Viễn lớp H không? Bạn đã chia xa chúng ta gần 4 năm trời rồi đó. Con gái bạn giờ đã là sinh viên năm 2 trường Đại học Kiến trúc. Bạn Hường, lớp E, là bạn gái đầu tiên của khóa, đã rời xa chúng ta mãi mãi. Bạn ơi, qua những năm tháng dài, buồn vui những ký ức còn đây, và ta cùng nhau cứ thế bước không nghi ngờ, vẫn không lo sợ vì có nhau. Bạn ơi đừng cố giấu bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn ở đây sớt chia vui buồn, dù cho ngày mai cuộc sống mỗi đứa mỗi nơi phương trời, nhớ trong tim mình còn có tôi, có anh là bạn. Bạn Tâm, bạn gặp tai nạn đắm tàu khi con trai bạn còn đang nằm trong bụng mẹ. Con bạn chưa kịp chào đời, bạn đã lỡ lìa xa. Rất nhiều những nỗi đau chia xa mà mình không sao kể hết. Tuy rằng các bạn đã đi xa chúng tớ, nhưng những hình ảnh của các bạn vẫn mãi luôn hiện hữu trong tâm trí của chúng mình. Mong rằng anh linh các bạn hãy phù hộ cho các thầy cô luôn mạnh khỏe, tất cả các bạn trong khóa được bình an và thêm gắn kết hơn nữa. Cùng tôi viết lên những câu chuyện đời bạn ơi. Bạn ơi đừng cô xấu bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn ở đây sớt chia vui buồn, dù cho ngày mai cuộc sống mỗi đứa mỗi nơi phương trời, nhớ trong tim mình còn có tôi, có anh là bạn. Tình bạn ta đi qua bao nhiêu những khó trong điều chi, vì có những điều không nói ra nhưng thấm hiểu.
khi nhìn thấy hình ảnh những người cha, người mẹ của các bạn, nén đau thương, gạt vội dòng nước mắt khi nhìn thấy những người bạn của con mình đến thăm, nhưng cũng cảm thấy được an ủi trong lòng vì tình bạn cùng sẻ chia làm cho mỗi thành viên trong khóa không khỏi cầm nổi xúc động. Ngày ấy, mùa hè chúng tôi gặp nhau với biết bao sự trong sáng ngây ngô của một thời học trò. Như hôm nay, vẫn là mùa hè ấy, nó đã có sự thay đổi. Các bạn của tôi đã khác ngày xưa, các thầy cô giáo đã thêm nhiều sợi bạc. Nhưng tình thầy trò, tình bạn của chúng tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi mà còn vun vén. Nào các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa 9498, mãi mãi đoàn kết, thành công và trách nhiệm, để cùng nắm tay nhau về dự hội khóa sau 25 năm ra trường, để thổi bùng lên tình bạn keo sơn nào.
Tuyệt vời không? Cho chúng tớ một tràng pháo tay nữa đi nào. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung, vĩ đại, giống như tất cả các thầy cô giáo của trường trung học cơ sở Thịnh Long. Thầy cô đã vượt bao gian nan nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với gương mặt học trò ngây ngô, thơ dại. Bạn Quỳnh Trâm, lớp 9C sẽ thể hiện bài hát Người thầy, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang sáng, để em đến bên bờ mơ, rồi năm tháng sông dài xóm mơ, cành hoa trắng vẫn lung linh trong mưa xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm chiều, từng ngày dòng đời trôi êm đềm trôi mãi. Trước chiến phong bao người đón đưa, dọc sông vắng bây giờ xóm mưa, còn ai nhớ thank you.
Cảm ơn bạn Quỳnh Trâm. Tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Dấu tháng năm dài, cuộc đời có đổi thay. Nguyện bên nhau mãi không rời xa. Hỡi người anh em, nào người anh em Minh Thế, hãy cho cả hội trường chúng ta cùng cháy lên qua nhạc phẩm Những Người Bạn Bên Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hoài An. Lúc sóng gió trong cuộc đời, tôi biết mình không lẻ loi. Bạn vẫn có đó luôn kề vai, cùng tôi qua bao gian khó nhọc nhằn, sẽ chia bao nước mắt, bao tiếng cười, không khi nào xa cách. Giờ lúc đêm say đắng trong cuộc đời, lại tìm về nơi những người bạn thân. Một góc quan vắng bên ly cà phê, ngồi bên nhau trầm tư ngẫm cuộc đời. Tình bạn luôn thân thiết hơn bao điều, mãi không nhạt phai. Bạn đến với những lúc tôi gục ngã, luôn luôn lắng nghe con tim nơi lòng tôi, luôn luôn thắp lên trong tôi bao niềm tin. Là vì sao xưa đêm tôi cô đơn, tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Dẫu tháng năm dài cuộc đời có đôi tay, nguyện bên nhau mãi không rời xa. Hỡi người anh em, tôi muốn được tìm lại những cánh tay của Tina đâu.
trong cuộc đời, lại tìm về nơi những người bạn thân. Một góc quán vắng bên ly cà phê, ngồi bên nhau trầm tư ngẫm cuộc đời. Tình bạn luôn thân thiết hơn bao điều, mãi không nhạt phai. Bạn đến với những lúc tôi buồn ngã, luôn luôn lắng nghe con tim đời lòng tôi, luôn luôn thắp lên trong tôi bao niềm tin. Là vì sao xuôi đêm tôi lạnh giá, tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Sáu tháng năm dài cuộc đời có đôi bay, nguyện bên nhau mãi không rời xa. Luôn luôn lắng nghe con tim người lòng tôi, luôn luôn thắp lên trong tôi bao niềm tin. Là vì sao suốt đêm tôi lạnh giá, tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Sáu tháng năm dài cuộc đời có đôi tay, nguyện bên nhau mãi không rời xa. Hỡi người anh em, xin ghi khắc mãi trong tim. Sáu tháng năm dài cuộc đời theo ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười, đừng để tơ vương chôn trong mong mỏi. Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nạo nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hãy sống mãi tình yêu hôm nay, cho nhau rìa đào xanh ngất ngây. Nếu thấy chán tình anh hôm nay, hãy xa nhau không cần đợi tay vơi. Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nạo nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. I feel so alone, I run down this, open my eyes. Into dim, then I'm into dim, so can't get you out of my mind. Baby, no matter just how hard I try, I don't want to be alone tonight. Won't you be my guiding light? Listen, wave me by your side.
I need more than your light. Into dim, girl, I'm into dim, so can't get you out of my mind. Baby, no matter just so hard I try, I don't want to be alone tonight. Giờ đồng xanh ngất ngây. Nếu thấy chán tình anh hôm nay, hãy xa nhau không cần đợi tay vơi. Gợi làm gì chuyện yêu đang dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nạo nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nạo nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hát lên em lại gì, khúc ca không ngạo nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị đại biểu, có một sự thật không thể phủ nhận, đó là các bạn khóa chúng em không chỉ đoàn kết mà còn có rất nhiều năng khiếu. Bạn thì lấy nước mắt của mọi người hay đốt cháy khán phòng bằng giọng ca của mình. Bạn thì duyên dáng đem lại nụ cười thỏa mãn cho những người ngồi đây qua những cái bước chân uyển chuyển của mình. Và ngay sau đây, bạn Minh Tâm sẽ thu hút mọi giác quan của mọi người qua tài năng thổi sáo của bạn với nhạc phẩm Chiếc Khăn Piêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vinh dự cho em được thay lời cho tập thể lớp 9H đứng lên đây để kính chúc quý thầy cô tri âm cùng với lại cả tập thể lớp. Em xin gửi tới các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất và trân trọng nhất.
Những người lái đò thầm lặng vẫn lặng lẽ âm thầm chở những chuyến đò học sinh ngang qua dòng sông tri thức. Thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu, thầy lặng thầm bên trang giáo án cuộc đời, là những ca từ mà nhạc sĩ Văn Sang nói về người lái đò thầm lặng, sự hy sinh, bao dung, lòng nhân ái của các thầy, các cô dành cho các thế hệ học trò của mình là vô hạn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này qua sự trình bày của bạn Minh Thế và Quỳnh Trâm.
cảm ơn hai bạn Minh Thế và Quỳnh Trâm rất nhiều. Và các bạn ơi, sau đây chúng ta hãy cùng hát vang bài hát Nối vòng tay lớn để khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của từng thành viên khóa 1994-1998 trường Trung học cơ sở Thịnh Long. Tới quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất.
ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các tiết mục văn nghệ của các bạn trong khóa. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính chúc các bạn sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn thân mến, thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là đã tròn 25 năm, một khoảng thời gian thật dài trong một ngày gặp mặt. 25 năm biết bao đổi thay thăng trầm của cuộc sống, của mỗi người, mái ngói đỏ tươi đã rủ màu rêu phong, cây phượng, cây xà cừ năm nào đã trở thành cây cổ thụ. Thầy cô giáo năm xưa tóc đã bạc trắng và có những người đã trở về thiên cổ. Thời gian vẫn chỉ là vòng tuần hoàn ngày và đêm nặng nề theo quy luật của tạo hóa. Như chúng ta mỗi đứa một nơi, mỗi người một công việc, cứ bề bộn no toan cho cuộc sống thường ngày. Nhưng chắc rằng trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn mong mỏi một ngày được gặp các thầy, các cô, gặp lại bạn bè để được cùng nhau ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường xưa, tìm lại ký ức tuổi học trò một thuở trong trắng ngây thơ, êm đềm với những ước mơ hoài bão. Để đáp ứng nguyện vọng của các bạn cựu học sinh khóa 1994-1998, nối tiếp truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn và tinh thần đoàn kết keo sơn của tình bè bạn, hôm nay ban liên lạc hội khóa 1994-1998 trường trung học cơ sở Thịnh Long long trọng tổ chức buổi gặp mặt giao lưu giữa các thầy cô giáo và các bạn với chủ đề 20 năm bạn ơi ngày trở về. Về dự buổi gặp mặt ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, em xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo. Xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Thế Tánh, nhà giáo ưu tú, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch hội khuyến học thị trấn. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Văn Hậu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Mai, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Tho, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Xuân Hưởng, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Hà, phó hiệu trưởng nhà trường, chủ nhiệm lớp 9A. Trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Hiên, chủ nhiệm lớp 9B. Trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Vân, chủ nhiệm lớp 9C. Trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Nhuận, chủ nhiệm lớp 9D. Trân trọng giới thiệu cô Đỗ Thị Bưởi, chủ nhiệm lớp 9G. Trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Lý, chủ nhiệm lớp 9H. Một lần nữa đề nghị tất cả các bạn chúng ta nhiệt liệt chào mừng các quý thầy cô giáo đã về từ trường lớp 9C. Xin trân trọng giới thiệu các đại biểu đại diện thân nhân các bạn đã từ trần và các bạn có hoàn cảnh khó khăn của khóa ta. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón 160 bạn là cựu học sinh niên khóa 1994-1998 trường trung học cơ sở Thịnh Long đã về dự đông đủ ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và chúc mừng quý thầy cô, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay của chúng ta thật ý nghĩa và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn thân mến, chương trình lễ kỷ niệm ngày hôm nay của chúng ta gồm các nội dung sau: một, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu; hai, diễn văn kỷ niệm; ba, tri ân thầy cô giáo; bốn, trao quà và tặng học bổng; 5. Mời đại diện thầy cô giáo phát biểu;
6 đáp từ cảm ơn, 7 liên hoan giao lưu. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bạn Trần Thị Thúy, trưởng ban liên lạc hội khóa nên đọc diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn thân mến. Đầu tiên, cho phép em thay mặt cho ban liên lạc và ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, các thầy giáo, cô giáo là chủ nhiệm 7 lớp 9 khóa 1994-1998 trường trung học cơ sở Thịnh Long. Xin được nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu, đại diện cho hội khuyến học thị trấn, các đại biểu, đại diện cho thân nhân các bạn hội khóa chúng ta. Và đặc biệt, xin được nồng nhiệt chào đón 167 bạn học sinh khóa 1994-1998 trường trung học cơ sở Thịnh Long ngày hôm nay đã về dự đông đủ. Thay mặt ban tổ chức, xin gửi tới quý thầy cô, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến. Thời gian trôi đi thật nhanh, 25 năm trôi qua kể từ ngày khóa học 1994-1998 tốt nghiệp ra trường. Hôm nay, từ khắp mọi miền của đất nước, chúng ta gặp mặt tại đây để cùng nhau ôn lại kỷ niệm của 25 năm ngày ra trường. Chúng ta thật tự hào, mình là cựu học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Thịnh Long, một ngôi trường giàu truyền thống hiếu học với bề dày thành tích của 61 năm thành lập trường, với biết bao kỷ niệm của một thời học trò nhất quỷ, nhì ma và chúng ta là thứ ba. Bao năm tốt nghiệp ra trường, về đây ôn lại thân thương một thời, dẫu cho vật đổi sao rời, tình thầy nghĩa bạn suốt đời sáng trong. Khi chia tay nhau, chúng ta xa cách, mỗi người một nơi, mỗi người một công việc, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay chúng ta tụ họp về đây để cùng gặp gỡ, tri ân đến các thầy cô giáo, những người đã tận tình chỉ bảo, dạy dỗ, truyền đạt cho chúng ta những kiến thức quý giá nhất trong quá trình còn ngồi trên ghế nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, người ta thường ví thầy cô giáo như người lái đò, còn chúng em là những người khách sang sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn lặng lẽ miệt mài giữa đôi bờ để đưa biết bao thế hệ ngang qua dòng sông tri thức. Nhạc sĩ Văn Sang đã ví như những người lái đò thầm lặng, như dòng sông trở lặng phù sa, như bài hát không lời để suốt đời bên trang giáo án, như cánh buồm chở đầy khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng. Thầy lặng nhìn học sinh thân yêu, thầy lặng nhìn bên trang giáo án cuộc đời. Và hôm nay, những người khách qua sông đó lại là chúng em đã quay trở về bên bến đò xưa với những người chèo đò thầm lặng. Thầy là quê hương, thầy đẹp trong câu hát, bạc tóc thời gian vì đàn yên thân yêu, hát mãi khúc ca, tự hào về người thầy. Chúng em xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo đã dìu dắt và chắp cánh ước mơ cho chúng em trong suốt những năm tháng học tập dưới mái trường Thịnh Long thân yêu này. Giờ đây, khi đã trưởng thành hơn và trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống, chúng em mới hiểu sâu sắc thế nào là công lao to lớn của thầy cô. Cả cuộc đời đã cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp chồng người, hết lòng với nghề giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Chúng em đã hiểu, ngày ấy, trong điều kiện có vô vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng các thầy cô đã vượt qua tất cả để dạy tốt, để luôn giữ được sự hưng phấn, say mê trong mỗi lần đứng trên bục giảng, truyền thụ kiến thức, cũng như dạy cho học sinh đạo lý làm người. Các thầy cô là biểu tượng trong sáng của một tấm lòng tận tụy, tất cả vì học sinh thân yêu. Chúng em cũng đã hiểu sự trưởng thành của mỗi học sinh là mục đích duy nhất, là nguồn gốc của mọi trăn trở, là động lực lớn lao nhất đối với công việc hàng ngày của các thầy, các cô.
không thầy đố mày làm nên. Chúng em trân trọng tỏ lòng biết ơn tới nhà trường và các thầy cô giáo kính mến. Chúng em luôn tự hào một thời đã được làm học trò của một ngôi trường vượt lên trên mọi khó khăn, một ngôi trường chí tình, chí nghĩa đã đào tạo biết bao thế hệ học trò có ý chí, có nghị lực, luôn gắn bó với nhau và trân trọng cội nguồn, trân trọng mái trường xưa, trân trọng công lao của thầy cô giáo. Ơn thầy biển rộng vô bờ, biển bao nhiêu nước cho vừa biển ơi. Đại dương có lúc vơi đầy, lòng thầy mãi sáng, ngòng người dân gian. Các bạn thân mến, 25 năm là một khoảng thời gian rất rất dài, nhưng có vẻ trôi đi qua quá nhanh. Như mới hôm nào, tất cả chúng ta còn là những cô, những cậu học trò vô tư, hồn nhiên, vừa học, vừa chơi, vừa thi nhau hò hát với bao trò nghịch ngợm. Ấy vậy mà, hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, đôi khi một thoáng chút ngập ngừng mới nhận ra nhau. Thời gian đã đưa tuổi 10 năm của chúng ta về với quá khứ và mang đến cho chúng ta sự trưởng thành cứng cáp của tuổi 40 hừng hực lửa. Nhưng thời gian cũng không thể làm mờ đi những kỷ niệm đẹp của một thời học sinh vô tư, hồn nhiên. Tôi tin chắc rằng tất cả các bạn trong khóa 1994-1998 trong buổi họp mặt hôm nay đều cảm thấy mình như trẻ lại tuổi 10 năm ngày ấy, lúc chúng ta còn đang theo học tại mái trường Thịnh Long thân yêu. Các bạn à, dù rằng kể từ khi rời xa mái trường thân yêu, chúng mình như một đàn chim tung cánh đi muôn phương, mỗi đứa một nơi, mỗi người một công việc khác nhau với những lo toan, bộn bề của cuộc sống thường ngày. Mỗi người đều có cho mình một ước mơ, một khát vọng. Người thì vào quân đội, công an, người thì tiếp tục đi học, rồi thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, trung cấp. Người thì ở lại địa phương lao động, sản xuất. Mỗi người một ngành, một nghề, một hoàn cảnh, một số phận. Chia tay ngày ấy, bây giờ, cách đây 25 năm, trong số học sinh khóa mình, nhiều bạn đã thành đạt, hiển vinh, giàu có. Nhiều bạn đã và đang giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn những bạn còn rất vất vả, nhọc nhằn, còn nhiều lo toan, trăn trở. Nhưng gặp nhau tại đây, chúng ta không phân biệt giàu, nghèo, địa vị cao hay thấp. Tất cả chúng ta là bạn của nhau như ngày nào, vẫn là học trò của trường Thịnh Long năm xưa. Rất nhiều bạn còn đang lăn tăn, như tác giả Lê Thị Thu Hà đã viết: tao lên về họp lớp với mày không? Dẫu quay cắt nhớ Phượng Hồng áo trắng, nhưng tao nghèo, đời dầm mưa dãi nắng, đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, díu dít, líu lo, má hường, môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bà Kiến muốn ngồi chung cùng Nghị Quế. Thị Nở, Chí Phèo nhìn nhau biết thế, lủi thủi ngậm ngùi bên gốc phượng xa. Có những nỗi lòng không thể nói ra, có những cuộc vui đọng đầy nơi đáy mắt, có những lần chia ly từ lần gặp mặt. Tao lên về họp lớp với mày không? Nên chứ các bạn. Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, đừng để mỗi ngày trôi qua lòng ta thêm ngậm ngùi nuối tiếc bởi những hoài niệm. Thật bùi ngùi, xúc động khi một số bạn đã ra đi mãi mãi, để lại sự thương nhớ trong lòng chúng ta, để lại khoảng trống, sự mất mát to lớn cho gia đình các bạn. Các bạn ơi, xin hãy yên nghỉ. Chúng tôi, những người may mắn hơn, sẽ cố gắng làm một phần rất nhỏ bé để lấp dần khoảng trống trong gia đình các bạn, sẽ tiếp tục hành trình còn dang dở, dẫn dắt thế hệ con em mình bước vào tương lai, ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta thực sự rất tự hào và chúc mừng cho những bạn thành công trong sự nghiệp, chia sẻ cảm thông với những bạn kém phần may mắn và cầu mong cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe,
có nhiều niềm vui trong cuộc sống, sống có ích cho xã hội, mãi mãi gắn bó yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và mãi mãi nhớ về một thời tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Cuối cùng, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh khóa 1994-1998 xin kính chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi tình yêu trong trái tim mình. Chúc cho các vị đại biểu cùng toàn thể các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bài diễn văn rất xúc động của bạn Thúy. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần tri ân các thầy giáo, cô giáo. Em xin trân trọng kính mời thầy Phạm Thế Tánh, cô Trần Thị Mai, thầy Trần Văn Hậu, cô Nguyễn Thị Tho, cô Vũ Thị Hà, thầy Trần Xuân Hưởng, cô Bùi Thị Hiên, cô Trần Thị Vân, cô Phạm Thị Nhuận, cô Đỗ Thị Bưởi, cô Bùi Thị Ní. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô lên trên sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời bạn Đỗ Văn Tuyên, lớp H thay mặt cho các bạn trong hội khóa lên tặng quà quý thầy, quý cô. Vâng, và ban tổ chức của chúng tôi rất vui mừng được đón nhận các món quà ý nghĩa của bạn Hoàng Thị Nghĩa, lớp 9E cũng đã gửi tặng các thầy các cô trong ngày hôm nay. Một lần nữa thì đề nghị các bạn chúng ta nụ một tràng pháo tay thật lớn. Ta rất trân trọng cảm ơn tri ân những tình cảm của quý thầy cô đã dìu dắt dạy dỗ chúng ta để có được ngày hôm nay. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô ạ. Vâng, xin mời cô Bùi Thị Lý ở lại sân khấu ạ. Tiếp theo chương trình xin mời đại diện lớp 9H lên tặng quà cho cô giáo chủ nhiệm của mình. Xin mời bạn đại diện lớp 9H ạ. Tình cảm hết sức cảm thấm và ý nghĩa. Vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Xin cảm ơn cô, xin cảm ơn bạn đại diện lớp 9H. Chúng em xin chân thành biết ơn thầy cô và kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các bạn thân mến, những năm qua Hội Khuyến học thị trấn
đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đem lại được thật nhiều món quà thực sự là ý nghĩa đến để chúc mừng các thầy cô giáo nhân dịp 20 tháng 11 hàng năm và những phần thưởng xứng đáng cho các em, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trong các dịp tổng kết các năm học, mỗi năm từ 10 đến 20 triệu đồng. Trong 5 năm qua, hội khóa chúng ta đã đóng góp vào quỹ khuyến học thị trấn với tổng số tiền là 9,5 triệu đồng từ sự ủng hộ, đóng góp của các bạn trong khóa. Tại buổi gặp mặt ngày hôm nay, xin mời bạn Ngô Văn Hạnh, lớp 9D, đại diện cho hội khóa ta nên tặng quà cho hội khuyến học thị trấn với số tiền là 10 triệu đồng để góp phần tăng thêm ý nghĩa của các món quà gửi đến quý thầy cô và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Em xin trân trọng kính mời thầy Phạm Thế Tánh, chủ tịch hội khuyến học thị trấn nên nhận món quà này ạ. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin em xin trân trọng cảm ơn thầy Phạm Thế Tánh, chủ tịch hội khuyến học thị trấn ạ. Các bạn thân mến, sau 20 năm chúng ta thực sự rất may mắn và hạnh phúc khi được gặp lại nhau ngày hôm nay. Song không phải bạn nào cũng được may mắn như thế. Khóa chúng ta đã ngậm ngùi phải chia xa mãi mãi 7 người bạn thân yêu của mình. Các bạn ra đi để lại sự thương nhớ trong lòng mỗi chúng ta và sự mất mát to lớn đối với gia đình, người thân của các bạn. Tuy nhiên, con của các bạn, thế hệ tương lai của chúng ta, của đất nước đã vươn lên vượt qua số phận để nỗ lực từng ngày. Với sự chung tay ủng hộ, giúp đỡ của các bạn trong khóa, ban tổ chức chúng tôi đã quyết định tặng 2 suất học bổng trị giá 500.000 đồng trên một tháng cho mỗi cháu nhằm góp một phần nhỏ bé làm vơi bớt những khó khăn cho gia đình các bạn, đồng thời cũng là động lực để cho các con phấn đấu vươn lên. Chúng tôi xây dựng kế hoạch và sẽ trao tặng cho cháu Trần Thùy Dương, con gái bạn Viễn và bạn Uyên, lớp H. Hiện cháu đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mỗi tháng là 500.000 đồng từ tháng 7 năm 2023 đến khi cháu tốt nghiệp ra trường. Trường hợp thứ 2 là cháu Trần Minh Đại An, con trai của bạn Tâm, lớp E. Bạn đã mất hơn chục năm nay từ khi cháu còn rất nhỏ. Hiện nay cháu ở với bà nội già yếu. Cháu là học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Thịnh Long. Dự kiến ban tổ chức chúng tôi sẽ kêu gọi các bạn ủng hộ để tiếp tục giúp đỡ và mỗi tháng sẽ trao cho cháu là 500.000 đồng cũng bắt đầu từ tháng 7 năm 2023 đến khi cháu học xong Trung học phổ thông. Sau đây xin mời cháu Trần Thùy Dương và cháu Trần Minh Đại An lên sân khấu. Xin mời hai cháu ạ. Xin mời bạn Trần Thị Thúy, trưởng ban liên lạc khóa nên trao quà cho các cháu. Xin trân trọng kính mời bạn. Vâng, xin mời quý thầy cô và các bạn đồng tràng vào tay ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng. Xin mời cháu Trần Thùy Dương ở lại sân khấu. Xin mời đại diện lớp 9H có một món quà lên trao tặng cháu Trần Thùy Dương. Xin mời bạn đại diện lớp 9H ạ. Vâng, và đây cũng là những tấm lòng của các bạn lớp 9H dành cho những người con, người cháu của mình. Và cũng hy vọng là cháu Trần Thùy Dương với những tình cảm mà của các cô, các chú, các bác đã dành tặng cho mình sẽ cố gắng vươn lên và hoàn thành thắng lợi khóa học của mình. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các vị đại biểu, thưa các bạn thân mến, 3 năm qua chúng em chưa bao giờ quên lời dạy của các thầy cô. Lời thầy cô là hành trang giúp chúng em vững bước vào đời. Và ngày hôm nay, chúng em rất mong muốn được tiếp tục lắng nghe những lời chỉ dạy của thầy cô. Em xin trân trọng kính mời thầy Phạm Thế Tánh,
đại diện cho các thầy cô lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Bạn bè bên thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờ, để rồi mãi chia xa, lòng chờ dâng yên thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh yêu quý, nhân dịp Hội học sinh khóa 1994-1998 tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày trở về, thầy cô giáo rất vinh dự được hội các em mời về dự. Thay mặt các thầy cô giáo, trân trọng cảm ơn cái tình cảm, tấm lòng, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo của hội các em. Kính chúc các bạn trong khóa có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Khóa các em hôm nay thành công tốt đẹp. Các em yêu quý, cách đây 5 năm, khóa chúng ta đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Hôm nay gặp lại hội khóa các em sau 5 năm xa cách, thầy rất xúc động vô cùng và cũng rất vui, rất phấn khởi và rất tự hào về hội của các em. Các em đều đã trưởng thành, chững chạc hơn, các em đều khỏe mạnh hơn, trẻ đẹp hơn, nhất là các học trò gái. Các em còn rất hồn nhiên, vô tư, duyên dáng và nhiều tài năng. Các em đều có một gia đình hạnh phúc, đều có công việc làm, thu nhập ổn định. Nhiều em thành đạt, có thu nhập cao như báo cáo đã trình bày. Các bạn trong ban liên lạc khóa nhiệt tình tâm huyết với hội, tích cực hoạt động, làm tốt công tác tình nghĩa, từ thiện, tổ chức thăm viếng, chia buồn với các thầy các cô, thân nhân các bạn và các bạn trong hội cùng trang lứa không may qua đời, thăm hỏi, động viên các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội cùng các ủng hộ các quỹ hội như tình nghĩa do địa phương sản xuất, như quỹ từ thiện do địa phương phát động, như quỹ vì người nghèo chất độc màu da cam, ngày thương binh liệt sĩ, quỹ khuyến học khác cấp. Trong thời gian qua, khóa các em đã ủng hộ cho quỹ khuyến học thị trấn, nếu xét cả cá nhân như báo cáo của các em là đã 13,5 triệu đồng. Vì trong đó có 9A là 3 triệu, 9H 2 triệu, 9B 2 triệu. Trong ngày đại hội khuyến học vừa rồi, hội chúng ta lại ủng hộ 2 triệu, bạn Giang 500 và đặc biệt bạn Hữu là ở trong khóa này, ở công ty Tân Long đã ủng hộ cho quỹ khuyến học 4 triệu. Như vậy là toàn bộ khóa ta trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho quỹ khuyến học thị trấn là 13,5 triệu. Tình cảm ấm áp, tình yêu thương, những hành vi nét đẹp đạo đức được hình thành ở tuổi học trò thật ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, thật trung thực và rất trong sáng của các em ở tuổi học nhỏ cách đây 25 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn, đầm thắm, đầy đặn, dành cho nhau
trong ngày gặp nạn hôm nay giữa bạn với bạn và giữa trò với thầy. Vì vậy, niềm vui, niềm phấn khởi, niềm tự hào về các em và các thầy cô đã được nhân lên. Thầy mong muốn niềm vui, niềm tự hào về các em trong khóa được nhân lên nhiều lần sau 5 năm nữa gặp lại. Xin trân trọng cảm ơn các bạn trong ban liên lạc và các bạn trong khóa. Chúc các em mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội khóa của các em luôn luôn đoàn kết, đồng thuận, sinh hoạt có nề nếp và bền vững mãi mãi. Chúc ngày trở về sau 20 năm của hội các em hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bạn. Chúng ta vừa được nghe những lời căn dặn hết sức chân tình và sâu sắc của quý thầy cô giáo. Từ tận đáy lòng của mình, chúng em xin gửi tới thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo thật nhiều sức khỏe để mãi mãi là điểm tựa cho hành trang của chúng em bước vào đời. Sự hiện diện của các thầy, các cô hôm nay vừa là niềm vinh dự, tự hào vì chúng em biết các thầy cô giáo cũng rất bận và có rất nhiều chương trình, nhưng các thầy giáo, cô giáo đã lựa chọn đến với khóa 9498 chúng em. Vì vậy, đây cũng chính là động lực để khóa chúng em quyết tâm đoàn kết, phấn đấu hơn nữa trong công việc, trong cuộc sống, xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công hơn nữa cho lần gặp mặt sau 30 năm ngày ra trường vào năm 2028, để không phụ sự tin yêu của thầy cô dành cho chúng em. Cho dù có đi muôn nơi, nhưng chúng em vẫn luôn tự hào và khắc ghi mình được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thịnh Long văn hóa anh hùng. Mình được giáo dục, dạy dỗ và trưởng thành từ trường trung học cơ sở Thịnh Long, nơi đầy ắp những tiếng cười, sự thân thiện, bao dung, ấm áp, nơi ươm mầm những ước mơ hoài bão cho biết bao thế hệ. Thầy cô ơi, chúng em không sao nói hết được lòng biết ơn vô hạn của mình. Mong thầy cô hãy hiểu và đón nhận tấm lòng của chúng em. Chúng em xin gửi tới thầy cô lời kính chúc sức khỏe bền lâu để chúng em được về thăm thầy cô thường xuyên hơn ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, sự hiện diện của quý vị hôm nay làm cho chương trình gặp mặt của chúng tôi thêm ý nghĩa và trang trọng. Xin được chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Các bạn yêu quý, một lần gặp mà phải ấp ủ đến tận 5 năm. Ai mà không trân quý, phải không các bạn? Song không phải ai cũng may mắn và có điều kiện để đến tham gia buổi gặp mặt lần này. Thế nên, chúng ta hãy cùng chúc cho nhau sức khỏe, bình an và may mắn để 5 năm sau chúng ta lại được hội tụ nhé các bạn. Hôm nay mình đã nhìn thấy rất nhiều nụ cười rạng rỡ, ánh mắt mong chờ, niềm vui, niềm hạnh phúc rạng ngời của các bạn. Chính các bạn đã làm nên thành công của buổi trở về ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, xin được chân thành cảm ơn sự đóng góp, tham gia và ủng hộ của tất cả các bạn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Ban tổ chức chúng mình cũng biết mỗi lớp đều có kế hoạch cho riêng lớp mình, nhưng các bạn vẫn bố trí thời gian để tham gia các hoạt động chung của khóa như thế này là ban tổ chức chúng tớ cảm ơn rất nhiều. Hy vọng lần sau sẽ gặp được nhiều bạn hơn thế này nữa. Bởi khóa chúng ta lúc bắt đầu vào lớp 6 là 404 bạn, đến khi tốt nghiệp lớp 9 còn 335 bạn, nhưng hôm nay mới chỉ có 167 bạn về đây dự. Đây thực sự là một con số rất
rất rất khiêm tốn. Bạn ơi, thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Tuổi học trò là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Bởi vào thời gian đó, chúng ta còn vô tư, trong sáng, không phải lo cơm áo, gạo tiền, nên những ký ức về nó luôn luôn là đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất. Các bạn như bạn Viễn, bạn Hường, bạn Tâm, bạn Khương, bạn Sơn, bạn Hoàng hay bạn Phúc, đến giờ đã có trên chục bạn. Dù thèm khát thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được tụ họp như chúng ta ngày hôm nay đây. Vậy thì bạn ơi, chẳng có lý do gì, chẳng có công việc nào, chẳng có lo toan nào cản bước ta tìm về tuổi thơ cả. Hãy nhớ nhé, chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu và cố gắng cho ngày gặp mặt của 5 năm nữa có ít nhất 300 bạn cùng về hội tụ. Thay mặt ban liên lạc của hội khóa mình, tôi xin gửi tới toàn thể các bạn lời cảm ơn sâu sắc. Các bạn đã hưởng ứng tích cực các kế hoạch của ban tổ chức chúng tôi như xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học. Tập thể lớp 9A ủng hộ 5 triệu đồng, tập thể lớp 9D ủng hộ 3 triệu đồng, tập thể lớp 9H ủng hộ 2 triệu đồng, cá nhân bạn Phạm Văn Phong lớp 9A ủng hộ 5 triệu đồng, cá nhân bạn Bùi Ngọc Nam lớp 9H ủng hộ 3 triệu đồng, bạn Sĩ lớp 9G ủng hộ 1 triệu đồng. Và còn rất rất nhiều các bạn nữa đã ủng hộ để ban liên lạc chúng tôi có kinh phí để thực hiện các hoạt động tình nghĩa cũng như tặng các suất học bổng cho các con của chúng ta để ngày càng nhiều hơn. Chúng ta cũng rất cảm ơn các bạn trong đội văn nghệ đã miệt mài luyện tập cả tháng trời để mang lại những tiết mục hay và ý nghĩa như ngày hôm nay. Xin cảm ơn bộ phận âm thanh, ánh sáng, quay phim chụp ảnh, bộ phận phục vụ, cảm ơn nhà hàng Tuấn Bình đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng ta có một ngày trở về thành công như thế này. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, xin được chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô giáo, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn có thật nhiều sức khỏe dồi dào, thành công trên mọi lĩnh vực và hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Chương trình phần lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường khóa 1994-1998 trường Trung học cơ sở Thịnh Long đến đây là kết thúc. À, dạ vâng ạ. Vâng, em xin mời thầy ạ. Thưa các thầy các cô, các em yêu quý, thật đúng là dự hôm nay nó rất xúc động vì cái tình cảm các em dành cho nhau nó vẫn như ngày nào, nó còn đầy đặn hơn, rất ngây thơ, trong sáng và rất đẹp đẽ. Thầy rất là tự hào. Vừa qua thì khuyến học của các em đã ủng hộ cho 13,5 triệu đồng. Hôm nay hội các em lại tặng tiếp 10 triệu đồng là 23,5 triệu đồng. Rồi lại có một cái hành động rất cao đẹp, đó là tặng học bổng cho hai cháu có hoàn cảnh khó khăn của hội chúng ta. Những tình cảm như vậy, với tư cách là chủ tịch hội khuyến học thì thầy rất mừng và cũng cảm ơn cái tình cảm, cái trách nhiệm, cái tấm lòng nhân ái từ thiện của các thành phần trong hội đã bớt chút để ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của thị trấn và có học bổng cho các cháu. Một lần nữa, thay mặt thường vụ hội khuyến học thị trấn, thầy xin trân trọng tiếp nhận cái sự đóng góp của các em, tiếp tục trông chờ đón nhận những tình cảm tiếp theo của các em dành cho hội khuyến học thị trấn. Một lần nữa, thầy xin cảm ơn. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho anh. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các bạn. Do sơ suất cho nên là ban tổ chức chúng tôi có một chút lầm lẫn.
Sau đây thì thay mặt cho ban tổ chức, em xin được trân trọng kính mời cô Vũ Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A lên sân khấu để nhận quà từ các bạn lớp 9A. Xin mời các bạn lớp 9A. Mời các bạn lớp 9A, em xin mời cô ạ. Xin mời các bạn lớp 9A khẩn trương lên ạ. Em xin trân trọng kính mời thầy Trần Văn Hậu, chủ nhiệm lớp 7A của chúng em lên sân khấu ạ. Cô Phạm Thị Nhuận và cô Trần Thị Lệ, xin lỗi, cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ, do điều kiện công việc hôm nay hai cô không có mặt tại đây được. Xin đại diện cho lớp 9A, chúng em xin tặng quà đến các thầy giáo, cô giáo, chủ nhiệm lớp 9, chủ nhiệm lớp A chúng em của lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 ạ. Xin mời các bạn lớp 9A, các bạn khẩn trương lên. Thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn cô Hà và thầy Hậu. Sau đây thì chúng em xin được mời các thầy cô giáo cùng với lại các lớp, chúng ta sẽ lần lượt lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Sau đây em xin mời cô Bùi Thị Hiên, chủ nhiệm lớp 9B. Mời tập thể các bạn lớp 9B. Lớp nào chuẩn bị, các bạn chuẩn bị khẩn trương nhanh chóng cho ạ. Xin mời, em xin mời cô Bùi Thị Hiên ạ. Mời các bạn lớp 9B, các bạn khẩn trương lên. Lớp 9H các bạn chuẩn bị nhá. Các bạn lớp 9H ở đâu nhở? Dạ em xin mời cô Bùi Thị Lý lên sân khấu chụp ảnh với tập thể các bạn lớp 9H ạ. Sau phần lễ sẽ là phần hội. Sau đây thì em xin trân trọng kính mời quý thầy cô giáo cùng quý vị đại biểu và các bạn chúng ta dự tiệc chung vui cùng với hội khóa, và chúng ta sẽ vừa dự tiệc mặn và chúng ta vừa giao lưu.
Xin mời các thầy cô, xin mời các bạn chúng ta nâng ly lên nào. Chín tư chín tám đâu các bạn ơi. Xin phép mình sẽ làm quản ca nhá. Chúng ta hai rô một chúc mừng được không nào? Dạ vâng, em xin mời các thầy ạ. Dạ vâng. Các bạn ơi, hai ba, hai ba, hai ba, chúc mừng.